Các con sẽ được rèn luyện kỹ năng phân loại thông tin và cụ thể ở đây là phân loại các con vật. Các con nhìn thấy ở đây có rất nhiều các con vật. Thì trước tiên là các con sẽ cắt các bức tranh này ra. Và đối với những bức tranh nào mà các con cho là con người sẽ nuôi như là thú cưng ở trong nhà ấy ạ, thì các con sẽ dán vào nhà đây. Đúng không? Ví dụ ở đây có các con như là con cat này, dog này, đúng không? Turtle hoặc là rabbit. Đấy, có một số con vật và họ sẽ thường nuôi làm để làm con thú cưng. Bài tiếp theo là chúng ta sẽ được học với chữ cái đầu tiên là letter P. Letter P. Ở đây các con nhìn thấy có hai cột. Cột đầu tiên là những bức tranh nào mà có âm bắt đầu vào letter P thì các con dán bên này. Còn những cái bức tranh nào mà không phải là cái âm bắt đầu letter P chúng ta dán bên này. Các con nhìn thấy các bức tranh này thì có các từ như là từ P, P là hạt đỗ đấy ạ. Hoặc là pig và puzzle. Đấy. Là các con nhìn thấy là bắt đầu bằng letter P. Bài cuối cùng là các con sẽ học được cái phản xạ tìm danh từ trong câu. Ở đây các con nhìn thấy có bốn câu đúng không? Các con đọc bốn câu này lên. Đấy, sau đây các con gạch chân danh từ. Danh từ thường nó đứng đầu câu, đúng không? Vậy thì đối với câu đầu tiên, danh từ ở đây là fish, đúng không? Ball, cat và car. Rồi sau khi gạch chân các danh từ rồi các con sẽ vẽ. Ví dụ câu 1 là the fish is orange, đúng không? Con cá màu cam thì các con vẽ một con cá và các con tôm màu cam. Các con làm tương tự đối với các câu còn lại nhé.